các bạn biết là gì không? Đây chính là đu dừa. Mình đã mua cái con này thì mình mua là 7-8 ngàn một con. Mình đã mua 20 con nhưng mà không biết sao nó lại giao 22 con cho mình. Thì á, cái này mình đã bỏ nước mắm vô rồi các bạn. Mình chưa có ăn thử cái món này lần nào hết, nhưng mà lúc mà mình mua về mình thấy nó cũng ghê ghê á. Tại mình cầm lên cái nó dãy dụa, nó ngoại ngoại nữa mà. Không biết ăn thử như thế nào nha. Mình đã chuẩn bị ở đây ớt rồi nè, để mình cho vô. Mình sẽ cho nó vô đây, cho nó xanh xanh đỏ đỏ cho nó đẹp. Xong rồi trộn lên. Bạn thấy nó không? Nó ngoại 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 như này. Mà mình ngâm nó cũng 15 phút rồi đó. Bởi vậy nó không còn ấy nhiều nữa. Chứ hồi nãy về là nó cứ bò lung tung à. Chắc nó xỉu rồi đó. Trời ơi kinh dị quá đi. Không biết ăn như thế nào đây. Mùi nước mắm với ớt á, cay lắm. Cho nó uống nước mắm vô. Bạn thấy vậy thôi chứ nó còn mạnh lắm á, nó còn bò ra được khỏi cái dĩa nè. Đây mình sẽ để cái chén này trước mặt đây, mình sẽ ăn thử nha các bạn. Ghê quá đi, không biết sao ghê quá. Thôi mình sẽ lựa con nào nhỏ nhỏ mình ăn trước. Con này đi. Trời ơi nhìn ác quá. Thôi chị xin lỗi mấy em nha. Vậy nghe đồn em ngon lắm nên chị phải ăn thử. Em này đã hết cỏ ngoại rồi. Ôi các bạn nhìn thấy cái răng nó không, nó cứ cạp 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 vô cái dĩa kêu cạch 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 luôn á. Con này nhỏ quá mình không có cảm giác, nhưng mà chỉ có thấy nó hơi béo béo. Cái lớp da ở ngoài các bạn, nó dài mà nó mềm. Nó dai dai mà nó mềm mềm. Tại mình bỏ rất là nhiều ớt luôn nên ăn vô thấy nó cay lắm. Mình phải ăn con bự hơn để có cảm giác hơn các bạn ơi. Đây mình sẽ kiếm cái con nào. Thì con này, con này nù nè. Mà cũng nhỏ. Con này nhỉ. Ôi nó bò ra nè, nó thấy nó đang bò ra không? Đây. Sẽ ăn em này nha. Các bạn ơi, cái đầu nó cứng á. Cái đầu mình không có ăn nữa. Nó cứng nè. Nghe không? Đó, nên mình ăn khi ăn thì mình sẽ ngắt cái đầu ra. Nếu mà bạn nào mà sợ thì chắc mấy bạn cắt đầu ra trước đi rồi hãy ăn. Chứ không lúc mà mình cắn vô nó còn ngoại 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 ngoại. Mà công nhận răng mình bén thì đây là em thứ hai. Ăn một lần rồi nhưng mà cảm giác vẫn còn sợ các bạn ơi. Hay mình nên đem đi chiên nó nửa cái này không ta? Ta ăn cảm giác sao chứ mình không thích ăn đồ sống cho lắm. Các bạn ơi, mình mới đi lấy cái kéo. Tại vì mình thấy ghê quá. Mình phải đi lấy cái kéo để mình cắt cái đầu thử. Cắt cái đầu để mà mình mới ăn tiếp được các bạn. Hồi nãy mình đã lấy hết can đảm để mình cắn rồi. Nhưng mà mình không có cái can đảm thứ hai. Không biết cắt thì nó còn ác hơn nữa không. Nè các bạn ở bên trong nè. Nhìn nó giống như sữa vậy á. Còn cái nước này là nước mắm nha. Sẽ chấm vô. Cái da nó rất là dai. Ăn có cái mùi dừa các bạn, giống như là sữa dừa vậy á. Béo béo. Nói chung là
Mình nghĩ là món này nên thử đi, để thử cho biết thôi, chứ không chắc cũng không ăn thường xuyên đâu mấy bạn ơi. Nên tại vì nhìn nó hơi sợ sợ, lúc mà cắt cái đầu ra thì nó cũng còn nhúc nhích nữa nè. Các bạn thấy không các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn tiếp con thứ ba nha. Tại vì á, con đầu tiên không hiểu sao mình thật là kiểu như là nôn nóng để mà thử á, cái cảm giác mà muốn thử nó lấn át cái lý trí á, cảm giác sợ á. Không biết mà ăn con đầu tiên xong cái tự nhiên á mình giục cái này ra đây đó, cái mình nhìn nó mình lại sợ. Nhưng mà bây giờ mình phải ăn thêm vài con nữa để cho các bạn xem. Đây một em dài dài đấy. Cái cảm giác đó mấy bạn ơi, nó cứ quẹo quẹo trong cái đũa này, mình cảm nhận được luôn á. Thôi mình khỏi cắt luôn đi. Mình nghĩ cái con này nó không có vị gì hết á, kiểu nó hơi béo béo nhẹ nhẹ thôi, còn cái mùi nó thì nó mùi dừa dừa, nó cũng thơm thơm mùi của kiểu là ăn đọt của trái dừa á bạn, nó nhẹ nhẹ vậy thôi. Mình ngâm nước mắm như thì nó hơi mặn mặn xíu với cay. Đây mấy em đã bị ăn nước mắm đến xỉu hết luôn rồi, không còn bò nữa luôn rồi, hồi nãy bò rất là nhiều luôn, kiểu nó ngập ngập bớt á, nó bớt bơi đi thì mình ăn mình mới đỡ sợ, chứ nó cứ nhúc nhích hoài à. Mình bỏ quá trời ớt luôn, cay lắm. Ăn con nhỏ, sẽ ăn nhiều một em nhỏ nữa nha. Tên tiền đây, em này đã hết ngọn ngậy rồi. Ra thì mình không có thích ăn đồ sống nên đối với mình á, cái món này nó rất là bình thường, không có cái gì mà gọi là quá đặc sắc hay là quá là ngon. Nói chung là có thì ăn, không có thì thôi, chứ mình không có chứ mình không có, mình nghĩ là mình sẽ không mua lại món này ăn nữa, thì thử cho biết thôi bạn ơi, chứ ăn như vậy thì nhìn nó cũng hơi là hơi ác ác thiệt. Còn mà không biết là mấy bạn mà hay thích ăn đồ tươi sống á, kiểu đồ còn sống á, thì chắc là người ta sẽ ăn ngon hơn, người ta sẽ ăn quen á, và sẽ thích hơn. Cay quá. Ôi, nó cứ ngọ ngoại mà mình không gấp được luôn á. Đây. Thôi, mình ăn hết con này rồi mình sẽ đem đi chiên nha các bạn ơi, để coi cảm giác nó như thế nào. Chứ mình không có thích ăn con sống rồi. Năm con à, mình sẽ đem đi chiên nha mấy bạn, để mình ăn coi có ngon không, chứ mình không thích ăn con sống. Nè bạn, mình đã cho nó vô đây rồi nè, bây giờ mình sẽ trộn lên
Đây mình là bột chiên giò mà loại hải sản loại khô á, mình chỉ cần bỏ vô đây rồi mình trộn lên thôi. Đây nha, tại hồi nãy là mình cũng có ngâm nó vô nước rồi thì nó dính rồi, chỉ cần ăn vô đây là nó dính rồi. Mình sẽ đem chiên lên nha, đun vừa chiên giò. Thì mình đã đem đi chiên bột mấy em này, mà bạn lưu ý là khi mà mình chiên bột á mình phải ấy lửa thật là nhỏ nha, hồi nãy là nó văng tung tóe hết luôn, kinh khủng lắm. Bây giờ mình sẽ ăn thử nè, khi chiên lên xong thì cái da nó sẽ phồng lên như vậy nè các bạn đó, mà nó nổ nha, nó nổ banh xác luôn đó. À mình ăn với tương ớt thử mình sẽ ăn với tương ớt với nước mắm thử, mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn là ăn sống đó các bạn. Sẽ ăn cái con nồi, nhìn thì nó đã đỡ ghê hơn rồi. Mình sẽ chấm nước mắm thử, nước mắm hồi nãy nè bạn. Khi mình chiên lên á, cái da nó sẽ kiểu nó dai nhưng mà dai kiểu giòn giòn, chứ nó không phải mềm. Đến lúc nó còn sống á, nó khi mình ăn vô á, nó ngọ ngoại nó mềm mềm mềm, nó làm mình cảm giác ghê ghê. Mà khi mình chiên lên á thì mình thấy là mình thích ăn chiên hơn các bạn, thích ăn nó chín hơn. Nếu mình chiên lên á, mình không có sợ cái đầu nữa nữa, tại vì nó chết rồi, mình không có sợ bị cắn nữa. Được, nói chung là bạn nào mà không thích ăn sống á, mà sợ giống mình á, thì mình chiên lên ăn cũng được, ngon. Ấm nha, ngon, ngon. Béo lắm luôn, có dầu nữa. Mà hồi nãy giờ ngâm nước mắm á, nó thấm á. Chấm tương ớt ăn giống xì nách luôn. Bạn nghe không? Nghe tiếng kêu giòn giòn. Chấm tương ớt này cực kỳ hợp luôn á. Thơm. Nè, mấy cái con mà nó bị như vậy là nó bị nổ ra các bạn. Khi mà chiên á, nó bị nổ ra. Còn như vậy là nó không bị nổ nè, nó còn bong cái da lên. Còn cái này thì nó bị nổ nên nó bị xẹp lép rồi. Thấy là chiên lên khá là ngon. Ai thích ăn phong cách Hàn Quốc thì chấm nước tương, còn ai ăn giống Việt Nam thì chấm nước mắm.
Mình thích ăn 2 cái, mình chấm 2 cái luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Còn 7 con. Mình có 2 con nữa. Chờ 5 con lại. Rồi ăn con nhỏ đi. Các bạn thấy cái lớp bột chiên giòn không? Bị sút ra hết trơn, nhỏ banh tét luôn mà. Nói các bạn, và nói chung á là mình thấy á, đường dừa thì nó béo béo, mà ai thì thích ăn sống thì mình ăn sống, còn không thì mình không thích ăn sống á, thì mình chiên lên giống mình nhà ăn cũng rất là ngon luôn. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đừng quên là hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye.